Trời ơi, các vị, các vị, để tới trễ mất rồi. Thập nhị bồi thường cho mọi người ở đây nha. Ý, thất ca, Quỳnh xem hôm nay náo nhiệt quá trời. Tương lai kiểu Quỳnh đệ tụ tập nhau như vậy, Quỳnh phải tổ chức nhiều vào nha. Được. Câu nói này khiến người làm đại ca như Quỳnh đây thật thấy hổ thẹn quá. Sau này nên là ta tổ chức nhiều vào mới đúng. Xem ra hôm nay đại ca có vẻ cũng có một chút tấm lòng đó. Đệ còn tưởng rằng lúc thường ngày đại ca giúp phụ hoàng giải quyết tấu chương tới mức sắp không bằng thế sự rồi. Thập nhị. Hả? Không được vô lễ. Xem ra thập nhị đệ thành kiến đệ với ta rất sâu đậm đó ha. Thành kiến cái gì chứ? Có tên chuyên trước quả như đệ ấy ở đây, e là do thất ca kiên trì niệm tình nên mới mời đệ tới thôi. Hả? Thất ca, hôm nay đệ chỉ cần đừng đốt dương phủ của ta, đệ muốn làm gì cũng được hết. Thật không? Vẫn là thất ca tốt với đệ nhất. Ngươi, ngươi. Đệ muốn làm gì vậy? Thất ca, rượu này được lắm. Rượu này tuy ngon nhưng không được phép ham mê, tránh làm hại tới sức khỏe. Tam ca, bình thường huynh rất ít tới phủ của đệ, hôm nay hiếm khi huynh đệ tề tụ, uống thêm vài chén cũng không sao đâu. Cứu đệ, rượu này quá mạnh, uống từ từ thôi. Không sao Tam ca, gặp được rượu ngon nên uống nhanh một chút thôi. Thập nhất ca. Nè. Trong phủ thất đệ có hàng vạn cuốn sách, tại sao lại không có thứ mà ta cần tìm chứ? Thái tử điện hạ đang tìm gì vậy? Ta muốn tìm gì thì trong lòng muội hiểu rõ rồi. Điện hạ không nói, làm sao mà muội biết được? Cô bạn của Lục Thận Nghi hiện giờ đã không còn bạn thứ hai. Thứ ca, đây là rượu Tuyết Hà để cất giấu nhiều năm nay, để kính huynh. Đa tạ thức đệ tiếp đãi ta rượu ngon. Công chúa, tướng quân. Bái kiến các vị điện hạ. Tại sao không thấy thái tử điện hạ đâu? À, ban nãy vẫn còn ở đây, chắc là có chuyện cho nên đã đi rồi. Không sao hết. Dù gì hôm nay ta cũng không tới vì ngài ấy. Vậy xin mời hai vị ngồi đi. Mời. Trên thế gian này chỉ có hai ta tâm ý tương thông. Cổ Thanh Hạ Lục tìm kiếm đã bấy lâu, ngày hôm nay cũng để ta tìm được. Thùy Bảo Ác, Đồng Tâm Kết, Thư Lai, Từ Tự Khổ,
Liên Tố Lâu, Hương Du Bạc, Mộng Trường, Quân Bất Tri. Một người là Thái tử Điện Hạ, một người là nữ quan trong cung. Hai người họ sao có thể? Hôm nay hiếm khi mọi người mới được tề tụ, không cần quan tâm nhiều, chỉ lo vui vẻ hưởng thụ là được rồi. Là Thất ca nói đó nha, rượu nhất định phải có đủ đó. Rượu thì ta chắc chắn cung cấp đủ, còn đệ đừng uống thành tên sai mèm cho ta là được. Yên tâm đi. Để đoán tới chừng quá sức rồi, nếu như để ấy phát trồ lên thì tới qua viên này cũng đổ sập mất đó. Thập nhất ngốc, hôm nay hiếm khi mọi người tề tụ tại phủ của ta, cho nên ta đã đặc biệt mời các ca kỹ của Thiên Vũ Túy Phường tới để gấp vui cho mọi người.
Kim Vũ, nàng đã về rồi. Cuối cùng nàng cũng về rồi. Điện hạ. Kim Vũ. Điện hạ. Nàng. Điện Kim Vũ. Con không sao chứ? Không sao. Đa tạ điện hạ. Từ cơ, là Kim Vũ quay về rồi. Quỳnh trả Kim Vũ cho ta đi. Đệ uống say rồi đó. Không, ta không say. Thả ta ra mau. Cứu đệ, cô ấy không phải là Kim Vũ. Đệ sai rồi. Sau khi đệ tỉnh rượu thì hãy nhìn cô ấy cho rõ. Khanh Trần cô nương là khách quý mà ta mời tới, không được vô lễ. Cô đệ, đệ làm sao vậy hả? Cô nương, là ta đã sai rồi. Nếu có mạo phạm, xin bỏ qua cho. Nếu tu luyện không tốt, sao đệ còn uống nhiều chứ? Mọi người không thấy cô ấy rất giống Tiêm Vũ hay sao? Tôi thấy múa đó, ánh mắt đó, giống Tiêm Vũ của ta như hai giọt nước vậy. Nếu như nói giống thì cũng hơi giống một chút đó. Nhưng mà hình như lại không giống cho lắm. Điều này chắc Loan Phi cô nương rõ nhất có đúng không? Không biết các vị điện hạ đang nói tới ai. Họ đang nói tới đại tiểu thư Phụng Gia, Phụng Tiêm Vũ, cũng là trưởng tỷ của ta. Không ngờ điện hạ si tình tới như vậy. Tỷ ấy đã qua đời một năm nay rồi, nhưng vẫn lưu luyến không quên. Nhưng mà cô nương đúng là có vài nét giống với tỷ tỷ, chẳng trách Minh Dương điện hạ lại nhìn lầm. Chỉ là giống vậy thôi. Tỷ tỷ cũng đã qua đời lâu rồi, tất nhiên không thể trở lại thế gian. Lần này đã khiến cho cô nương hoảng sợ rồi. Không sao, là Khanh Trần hành sự bất cẩn đã ảnh hưởng nhà hứng của điện hạ. Cô tên Khanh Trần sao? Nếu cô đệ đã uống quá nhiều, chi bằng hãy về phủ nghỉ ngơi đi. Tử lượng của ta cũng kém, chi bằng ta cũng về trước vậy. Tiện thể đưa cô đệ về phủ luôn. Làm phiền tam đệ rồi. Đi nào cô đệ. Nếu đã là hiểu lầm thì nói rõ ra là được rồi. Khanh Trần cô nương là khách đang ở trong phủ của ta, còn chưa kịp giới thiệu với mọi người. Lúc trước vụ án Thiên Vũ Tuyết Phượng kết thúc, được phụ hoàng ban thưởng, đã đem Thiên Vũ Tuyết Phượng sửa thành một nguyên đường. Mà hiện nay một nguyên đường này đã giao cho Khanh Trần cô nương trông coi. Được điện hạ chiếu cố cho, Khanh Trần thay mặt các tỷ muội đa tạ điện hạ. Hôm nay mọi người đều có mặt, ta có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Công chúa từ phương xa tới đây là vì chuyện hòa thân giữa Ngụy quốc ta và A Xài tộc đã được phụ hoàng ân chuẩn, cho phép công chúa đoá hà chọn một người trong số các hoàng tử làm phu quân theo tâm ý của mình. Hai nước liên hôn, kết thành liên minh. Nè, tại sao đại ca không nói sớm chứ? Bây giờ tam ca đưa cửu ca đi rồi, nếu như công chúa đoá hà để mắt một trong hai người bọn họ thì phải làm sao đây? Nếu công chúa đoá hà để mắt một trong hai người họ thì chuyện này cứ để cho thập nhị đệ chuyển lời thay. Còn có thể nhận từ tam ca hay cửu ca nhiều lộc nữa đó. Không sao, người ta muốn lựa chọn vẫn ở buổi tiệc này. Hả? Thực ra thì người trong lòng ta chính là người có danh hiệu chiến thần, Lan Dương điện hạ. Vốn dĩ ta định thêm lửa cho muội ấm, nhưng không ngờ làm cả phòng toàn là khói, làm cho muội tỉnh giấc. Lần Dương điện hạ hành quân đánh trận bao nhiêu năm, vậy mà tới nhóm lửa cũng không biết. Không phải, là do của nhà muội quá ẩm đi. Ồ, là của nhà muội có lỗi với huynh. Gần đây vì chuyện của Du tộc, chắc là muội mệt lắm rồi. Ừ, cũng không có gì.
chỉ là nhất thời buồn ngủ, không ngờ lại ngủ quên luôn. Nếu phòng bên cạnh giường thì tốt rồi, vậy thì không cần phải về Phụng gia nữa. Không được, lần trước ta đã giúp muội thử, phòng bên cạnh quá nhỏ vốn dĩ không để giường. Thì ra nơi này là huynh giúp muội thiết kế hả? Huynh vì muội mà làm bao nhiêu chuyện mà muội lại hoàn toàn không biết. Bây giờ mới biết cũng không muộn đâu. Ngày mai ta sẽ qua thăm muội. Mai còn qua nữa sao? Ngày mai, ngày kia, những ngày sau này ta cũng qua hết. Bây giờ là lúc tuyển phi, ta không tiện tiễn muội, muội tự phải cẩn thận. Xin nhường đường. Sao vậy? Sợ à? Sợ? Muội sợ gì chứ? Muội có muốn biết đặc điểm võ công của Đóa Hà công chúa là gì không? Huynh muốn muội đánh thắng Đóa Hà công chúa sao? Nhưng mà làm vậy thì không phải là cách làm quang minh chính đại đâu nha. Nhưng ta muốn muội thắng cô ấy. Ta cũng biết là muội đủ năng lực thắng cô ấy. Ta chỉ là không muốn muội bị thương mà thôi. Xem ra Lăng Dương Điện Hạ khá thích thú đợt tuyển phi này đó. Các cô nương trên võ đài bất chấp gì chàng, còn những cô gái ở dưới đài vì muốn Lăng Dương Điện Hạ để mắt tới mà dùng hết mọi chiêu trò. Còn huynh chỉ cần ngồi một bên xem diễn trò. Ta chỉ quan tâm cô gái trong lòng ta. Có thực sự dốc hết sức vì ta không? Vì ta rất khó khăn, hao tổn bao nhiêu tâm trí mới khiến cho cô ấy chịu cởi bỏ lớp phòng về đối với ta. Cô ấy sẽ cố hết sức mình thôi. Mời quận chúa. Dám mong công chúa chỉ giáo nhiều thêm. Được thôi. Chúa khiêm nhường rồi. Dòng này Thanh Bình quận chúa thắng. Lần này Khanh Trần đã hạ quyết tâm làm Lăng Dương phi rồi. Lăng Dương phi Ngụy Quốc hành vi phải đoan trang, hiền thục trang nhã. Tuyển chọn Lăng Dương phi dòng thứ ba sẽ đánh giá cử chỉ nghi thái của các khuê nữ. Người nào được nhiều hoàng tử ủng hộ nhất là thắng. Không biết lần này tứ ca hướng tới khuê nữ nào đây?
Việc của đệ nghĩ sao? Tướng ca xưa giờ luôn có ý riêng, người khác khó mà suy đoán, nên mới phải hỏi đó. Vậy thì đệ đoán coi. Tầm nhìn của tướng ca xưa nay đặc biệt, tính rằng lần này sớm đã có quyết định trong lòng rồi. Đặc biệt hả? Nếu như nói đến đặc biệt, ý kìa, nhất định là Thái Thiên đặc biệt nhất rồi. Này, đóa hạ công chúa xinh đẹp mặn mà, Thanh Bình quận chúa lại càng tài mạo song toàn. Chỉ riêng tranh giang sơn cẩm tú của cô ấy đủ khiến cho các nữ nhi phải thất sắc rồi. Nhưng mà những khuê nữ khác cũng không hề thua kém. Thái Thiên tinh nghịch, duyên dáng trẻ trung, bất luận là người nào cũng xứng với cao quý của Lan Dương. Xem ra người mà đại ca nhắc đến đều là người mà đại ca chọn ra cho tứ ca. Theo ý của cá nhân đệ, tứ đệ quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, cần tìm được một khuê nữ biết quán xuyến cho gia đình. Nghe nói Tô Mỹ, Tô Cô Nương từ nhỏ đã theo cha học lễ giảng đạo, dịu dàng hiền thục, có thể giúp cho tứ đệ quá giải phiền muộn. Xem ra tam ca vẫn chưa hiểu rõ tứ ca rồi. Tứ ca sẽ không chọn một nữ nhi yếu đuối như Tô Mỹ đâu. Thập nhất ngốc, nói cứ như là huynh hiểu rõ lắm vậy đó. Nếu tứ ca không chọn cô ấy, chọn huynh hả? Không được, vòng này ta nhất định phải thắng. Lần này thi tuyển Lăng Dương Phi chỉ so bì dáng vẻ, các vị khuê nữ hành vi dịu dàng nghiêm túc, thần thái ngại ngùng hồi hộp, như vị tiểu thư Ân gia Thái Thiên trổ hết tài năng, biểu hiện tốt nhất. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng ta đã thắng một vòng. Ta biết mà, lần này ta nhất định sẽ thắng. Ta là người được khen nhiều nhất đó. Cô đó, chừng nào cô mới thay đổi được tính hấp tấp của cô vậy hả? Chẳng phải có huynh sao? Vậy có gì ta phải sợ chứ? Phải rồi, ta nghe nói các huynh mở bàn đánh cược, tình hình gián cược sao rồi? Gián cược này, gián này mọi người đều đặt cho Đóa Hà và Khanh Trần. Tại sao không ai đặt ta vậy? Có ta, ta đặt cược cho cô. Vậy huynh thắng rồi. Nhưng gián trước thua rồi, lần này thắng lại hết. Nhờ phúc của ta mà huynh thắng được nhiều đó. Vậy huynh phải đa tạ ta chứ. Ngỗng quay. Thật sao? Bây giờ chúng ta đi mua đi. Nè, từ từ thôi mà. Đi nhanh lên. Trong lòng cô ngỗng quay quan trọng vậy hay sao? Để biết rồi nè. Hay là mình để cho họ thi uống rượu đi có được không? Nói bậy. Vậy như vậy e là không hợp với quy định đâu. Lời của thập nhị đệ thật là quá vô lý. Tuyển Tân Dương Phi sao lại phải thi tửu lượng chứ? Ê, suy nghĩ của đệ hoàn toàn là suy nghĩ cho tứ ca thôi. Các vị hoàng huynh thử nghĩ coi, tứ ca tuyển chọn Tân Dương Phi, ngày đại hôn tổ chức nhiều yến tiệc, các vị hoàng thân quốc thích thì không nói tới, còn mấy huynh đệ chúng ta chắc chắn cũng sẽ đến tham dự rồi. Tới khi đó ha, mỗi người kính tứ hoàng tẩu một chung, uống mấy chung cũng đủ say không biết trời trăng rồi. Vậy tứ ca chẳng phải ngay cả động phòng cũng khỏi luôn hay sao? Vậy các huynh nói tửu lượng có phải quan trọng lắm, có phải vậy không? Đúng, thập nhị đệ nói rất đúng, thi tửu lượng đi. Đúng 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 đúng.
Người có tử lự thì đừng tứ ca. Người tuyển phi là ta, quy định do ta đưa ra, nghe rõ chưa? Tứ ca, huynh đâu thể nói vậy được. Lần này người chủ trì là đại ca và thất ca, chỉ cần hai người họ đồng ý thi rượu là chắc rồi. Phải đó. Tứ ca không chỉ chọn phi cho riêng mình mà còn chọn tứ tẩu cho chúng đệ nữa. Thi ba lần đều không phân thắng bại, còn lần thứ tư á, nhất định phải làm lớn một chút, phải độc đáo hơn người mới được. Có phải không cái gì ca ca? Không cần đỡ muội. Rõ ràng không biết uống rượu, tại sao phải cố gắng uống tới như vậy? Không cố thì sao mà thắng được? Không thắng sao làm lăng dương phi của huynh? Cho dù thế nào, ở trong lòng của ta, muội vẫn là lăng dương phi duy nhất của bổn cung. Nhưng muội cảm thấy có lẽ đóa hà càng xứng với huynh hơn. Không ai nghĩ là muội sẽ thắng. Là bởi vì muội sợ, cho nên mới tốn nhiều công sức để so tài cao thấp với cô ta, có đúng không? Còn lâu muội mới sợ đó. Huynh có đóa hà thì đã sao? Muội có người khác mà. Muội có người khác thì đã sao? Người khác trong miệng muội nói, so với bổn vương vốn dĩ không thể nào so bì được. Hơn nữa ta biết rằng thực ra trong lòng muội lúc nào cũng nghĩ tới. Sao vậy? Muội muốn như thế nào mới chịu làm dương phi của ta? Quỳnh đừng nói gì hết. Không cần nói gì cả. Hy vọng luôn được ở bên cạnh muội, say hoài không tỉnh.
Thập Nhất Ngốc, ăn chút gì đi. Trời ơi, Quynh yên tâm đi, Thái Thiên sẽ không được chọn đâu. Làm sao Quynh yên tâm được chứ. Nè, ăn cái này đi, cái này ngọt lắm nè. Thất Ca, nghe nói Quynh đề nghị với phụ hoàng cho Đóa Hà công chúa tham gia quân diễn, từ bỏ Tứ Ca chọn phu quân khác. Quynh muốn Đóa Hà công chúa chọn ai đây? Chẳng lẽ là bản thân Quynh muốn làm phò mã của A Sài tộc? Cứ để nó đùa đó hả? Tứ Ca đang nghĩ tới ai, chúng ta ai mà không biết chứ. Nhưng hôn sự với A Sài tộc không phải là chuyện nhỏ, phụ hoàng cũng rất coi trọng chuyện này, nên người sẽ không để cho ai tự ý làm càn đâu. Thất Ca, chỉ bằng Quynh hãy cưới Đóa Hà công chúa đi, một là có thể giúp cho Tứ Ca, hai là có thể chia sẻ khó khăn với phụ hoàng, chẳng phải vui cả đôi đàn sao? Cửu Ca, thật ra theo như đệ thấy, Đóa Hà công chúa so với Quynh tuổi tác cũng ngang nhau, người lại xinh đẹp như hoa. Thất Ca ở phủ đã có Trắc Phi rồi, Quynh thì khác, Tiêm Vũ Phi đã ra đi cũng lâu lắm rồi. Hay là chúng ta bẩm báo phụ hoàng cho Quynh cưới cô ấy luôn, vậy là cả nhà đều được vui vẻ. Đệ nói cái gì? Thập Nhi đệ, không nên nói bậy. Cửu đệ, Cửu Ca, sao Quynh căng thẳng quá vậy? Khiên Vũ hoàng tẩu ở trên trời cũng không muốn thấy Quynh ở quá vậy đâu. Đệ lặp lại lần nữa coi. Cửu đệ, Cửu Ca, Thập Nhị Đệ trước giờ vẫn vậy mà, đâu phải là Quynh không biết đâu. Thôi được tranh cãi với đệ ấy nữa, rõ ràng là bất kính với Khiên Vũ mà. Đệ không có, đệ chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi. Còn nói không phải cố ý nữa sao? Đệ, nè, đủ đệ à, đừng nghe Thập Nhị Đệ nói nữa, tránh làm mất hòa khí Quynh đệ. Quynh cứ để Quynh ấy qua đây đi. Được, Tam Ca, Quynh đừng cản đệ. Để đệ, để đệ dạy đệ một trận. Đừng cãi nhau nữa, còn ra thể thống gì? Đều là Quynh đệ trong nhà, chỉ vậy cô nói mà bất đồng với nhau, còn ra thể thống gì nữa? Đại ca, Quynh còn binh vực họ nữa sao? Từ nhỏ họ đã bị mấy Quynh chiều hư rồi, để cho họ tự tung tự tác như vậy, hôm nay đệ phải dạy dỗ bọn họ đang quan. Quynh, cô đệ, đừng có cản đệ, đừng có đánh nhau mà, đừng có cản đệ mà, đừng cản đệ mà, đánh nữa. Được rồi, buông đệ ra đi. Được rồi, Quynh có ý gì hả? Buông đệ ra. Mẹ, có ý gì rồi mà, bình tĩnh lại đi. Đập quá đây, bây giờ đó. Đừng cản đệ nữa. Được rồi, bình tĩnh lại đi mà. Ca, đừng có đánh đệ mà. Đừng làm cái gì vậy? Đừng rồi mà, nè, buông đệ ra. Dừng tay đi, buông đệ ra. Đừng đánh đệ nữa. Cái chuyện gì vậy? Hả? Lại ra tay trước. Trẫm hỏi các con đó, thái tử, con nói trước đi. Phu hoàng, nhi thần thân làm đại ca mà không làm gương cho tốt, phụ kỳ vọng của phụ hoàng, xin phụ hoàng hãy trách phạt. Không nói chứ gì. Nguyên Lang, con nói đi. Bẩm phụ hoàng, chuyện này đúng là không ra thể thống, là chúng con đã làm không tốt, dám xin phụ hoàng trách phạt. Thể thống? Trong lòng các con làm gì có hai chữ thể thống hả? Ra ngoài đánh nhau, thể diện của hoàng gia bị các con chà đạp rồi. Nếu đã có nhiều sức lực như vậy, sao không để dành cho buổi quân diễn đi hả? Nhi thần biết lỗi rồi. Mấy đứa các con ở trước mặt trẫm luôn tỏ vẻ huynh đệ thương yêu nhau lắm. Được rồi, nếu không chịu nói ra sự thật, vậy thì lui xuống hết, mỗi người nhận 10 trượng. Dạ, phụ hoàng. Sao còn không ra tay? Trương Thúc, tại sao ngươi còn chưa ra tay? Điện hạ, còn không ra tay, ta phạt luôn cả các ngươi đó. Cái gì điện hạ? Thành thật xin lỗi.
Sớm biết như vậy để cho phụ hoàng biết sự thật luôn cho rồi. Đệ còn dám nói nữa, có tình lát nữa huynh gặp riêng đệ hay không chứ? Thập Nhất Ngốc, nhẹ tay một chút coi, đau quá. Dễ chịu rồi chứ? Dễ chịu rồi. Còn không chịu ngồi vậy, bôi cho huynh đi. Không bôi. Không chịu hả? Không nè. Mau ngồi dậy bôi cho huynh đi. Được rồi. Nhanh lên. Đây nè. Quỳnh đáng chịu một chút đó. Chỗ này. Ý làm gì mà la lớn dữ vậy hả? No. Quỳnh sao vậy? Để đè lên người Quỳnh đó. Xin lỗi xin lỗi. Bái kiến chủ nhân. Ngày mai Ly Cảnh Thiên sẽ là nơi hoàng gia diễn tập quân trận mùa thu. Cô biết phải làm gì rồi chứ? Y theo sắp đặt của chủ nhân lần trước tiến hành chuẩn bị rồi. Không biết chủ nhân còn dặn dò gì không? Được, cô phải bảo đảm mọi chuyện không có sai sót. Có những người ta không muốn hắn còn sống trở về. Hiểu rõ, xin chủ nhân yên tâm. Ai đó? Thái Thiên. Tứ ca đâu? Tứ ca có việc rồi. Đã khuya lắm rồi, cô tới phủ tứ ca làm gì vậy? Không, ta tới đây để tìm huynh đó. Tìm ta hả? Ta nghe nói là chiều hôm nay mấy huynh đệ các huynh bị đánh hả? Thương tích sao rồi? Đỡ ổn từ lâu rồi. Vậy thì tốt. Ngày mai là phải nhập quân trận rồi, ta có chút lo lắng. Ta có vài lời muốn được nói riêng với huynh đó. Cô có lời gì muốn nói riêng với ta vậy hả? Ta vẫn chưa nói rõ cho huynh biết. Thái Thiên à, cô làm như vậy ta... Chuyện mà Ân Thái Thiên này muốn làm không ai ngăn cản được đâu. Tập 31. Nói xem ngày mai muội mặc bộ này đến quân trận, tứ ca nhìn thấy có thích hay không vậy? Nghĩa là sao? Không, muội mặc như vậy sau khi vào quân trận nhất định là người nổi bật nhất rồi. Vậy thì tốt. Nhưng mà bộ dạng này của muội... Muội mặc kệ, tóm lại là trong lòng của muội cuộc chọn Lan Dương Phi vẫn chưa kết thúc. Thank you.
Đá Kim Phượng là trân bảo mà Thánh Thượng yêu thích nhất, và cũng là mục tiêu tham gia luyện tập hoàng gia lần này của chư vị. Chư vị khi vào trong quân trận không được mang binh khí. Tập luyện quân trận hoàng gia lần này do bổn tọa đích thân bài trận. Sau khi chư vị vào quân trận rồi, đá Kim Phượng sẽ được đặt bất kỳ chỗ nào trong trận. Người đầu tiên tìm được đá Kim Phượng sẽ là người chiến thắng của lần tập luyện này. Sẽ dùng linh điệp truyền tải tình hình chư vị ở trong trận về đến Quang Tinh Đại Thủy Kính. Phục tướng, Dạy Đại Nhân, Ân Đại Nhân, Mạc Tiên Sinh sẽ đích thân theo dõi, đảm bảo công bằng. Người chiến thắng có thể có được đá kim thạch, còn có thể xin với bệ hạ một điều ước. Trận pháp đã mở, quân diễn bắt đầu. Trong trận đấu này nhất định phải giết Thái Tử và Lăng Dương, dù phải trả giá bằng tính mạng của mọi người, cũng không được để họ ra khỏi trận. Rõ. Rõ. Những con bướm này là dùng để tham thính tin tức. Nếu có thể lợi dụng chúng làm việc cho ta cũng là một điều hay. Trong trận không ít kim điệp, e sẽ có con bị bỏ sót. Ta sẽ dùng linh lực dẫn dụ chúng đi chỗ khác, đề phòng để lộ tin tức. Các ngươi tranh thủ thời gian, mau chóng tìm cho ra Thái Tử và Lăng Dương, giết chết cả hai người họ. Rõ. Không phải ám vậy. Vậy thì sao? Thực ra các ngươi lại mà dám giả dạng ám vậy. Ngươi chỉ cần biết bọn ta muốn lấy mạng ngươi. Không sao chứ? Không sao, đa tạ điện hạ. Đợi cơ. Thái tử điện hạ, hai người đều không sao chứ? Vừa nãy may nhờ Trạm Dương điện hạ ra tay ứng cứu, nếu không thì trong biên cảnh nước Ngụy ta, bảo vệ sự an toàn của công chúa là trách nhiệm của chúng tôi. Xảy ra nhiều ngoài ý muốn làm công chúa hoảng sợ rồi. Nhưng mà trước đây tôi nghe nói diễn tập quân trận của Ngụy quốc đều được ám vệ sắp xếp bố trí đề phòng kẻ khác xâm nhập. Nhưng mà vừa nãy sao họ toàn ra chiêu chí mạng? Diễn tập quân trận trước đây thật sự như lời công chúa nói, trước giờ chưa từng có ai bị thương cả. Nhưng mà lần này hình như tất cả đều không ổn lắm. À phải rồi, đại ca, trên đường tới đây huynh có phát hiện điều gì lạ hay không? Trên đường tới đây ta bị một vài kẻ cải trang ám vệ tập kích. Từ bây giờ trở đi chúng ta không thể hành động một mình được nữa. Không sai. Nếu như công chúa xảy ra chuyện bất trắc nào ở nước Ngụy chúng ta, hậu quả không dám tưởng tượng. Lẽ nào có kẻ muốn lợi dụng trận này để giết người? Bây giờ mọi thứ đều không dám chắc,
Tóm lại, tất cả chúng ta phải cẩn thận hơn. Ừ. Đi thôi. Trong trận này có gì đó không ổn. Không khí hắc ám này rốt cuộc là gì đây? Lẽ nào là ám dương? Địch trong tối, ta ngoài sáng. Ta phải nghĩ cách đi suốt trận, điều tra xem rốt cuộc ám dương muốn làm cái gì đây. Trời đau quá đi. Nguyên Ly xuất trận. Đi theo ta. Kìa điện hạ, ngài làm sao vậy? Tham kiến điện hạ. Nhàm chán quá đi. Ta đường đường là Ly Dương nước Ngụy, mới đó đã bị loại rồi hay sao? Sớm biết nhàm chán tới vậy, chỉ bằng về nhà ngủ một giấc còn hơn. Điện hạ nói rất phải rồi. Ngài nghĩ hay là lão thần đưa ngài trở về cung được không hả? Ý Phụng đại nhân cũng muốn trốn hay sao? Lão thần đâu có như vậy. Điện hạ, là do thần và Phụng đại nhân tuổi tác đã cao, không còn thích hợp với hoạt động như vậy. Phải tuổi tác không có chờ đợi ai. Vậy lần này đành vất vả cho Mạc tiên sinh và vệ đại nhân rồi. Vì đại nhân cứ yên tâm trở về đi. Ý chi bằng hai vị đại nhân cứ đi về trước đi. Bổn vương vẫn muốn ở lại xem xét chung quanh. Ta muốn xem thử năm nay ai sẽ là người lấy được giải nhất, được không? Được. Vậy thì xin làm phiền điện hạ. Mời. Hai vị đại nhân chú ý sức khỏe đó. Được. Ê. Trưởng lão, ngươi xem thử coi có thể thu hồi linh điệp chưa? Trưởng lão, không hay rồi, linh điệp của chúng ta đã bị đột kích. Trong trận này có hơi thở của ám du, xem ra tuy Định Thủy đã chết, thế lực của ám du vẫn còn tồn tại. Bây giờ phải làm sao đây? Các hoàng tử và công chúa của A Sài tộc đều ở trong trận. Ta sẽ lập tức nghĩ cách phá trận. Trong ứng ngoại hợp với Khanh Trần đang ở trong trận, lập tức truyền lệnh xuống dưới, phong tỏa toàn bộ cửa ra vào của Ly Cảnh Thiên, đề phòng ám du trốn thoát. Rõ. Nè Mạc tiên sinh, sao bây giờ không nhìn thấy rõ tình hình các hoàng tử ở trong trận nữa? Vậy đây nhân, xin cứ bình tĩnh đi, để lát nữa hỏi đạo hữu trưởng lão thì sẽ hiểu rõ thôi. Hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi đó. Hai vị đại nhân, ta đi về trước đây.
Trong trận có biến, ta sẽ nghĩ cách phá trận. Tin tức còn chưa truyền hết, Ngân Điệp đã biến mất rồi. Trận do trưởng lão đích thân tạo ra, không đến nỗi khiến Ngân Điệp có truyền tin tới như vậy. Khí tức này là ám dương. Trưởng lão, chuyện này là thế nào? Quân trận trước đây sẽ không để mọi người liều mạng tới chết đâu. Không dám giấu ngài, ám du làm loạn ở trong trận, linh điệp của chúng ta đã bị tấn công nhiều, nên không còn cách nào truyền báo tin trong trận. Trưởng lão, tất cả hoàng tử và công chúa Đoá Hà đều ở trong trận, nếu có điều gì không may xảy ra, chúng ta không ai sống nổi đâu. Ta tự biết việc này rất nghiêm trọng, đã cho người lên kế hoạch đi cứu viện. Chuyện quá nghiêm trọng, chúng ta phải lập tức tấu lên thánh thượng. Đành phải làm phiền về đại nhân. Được, ta lập tức bẩm báo bệ hạ ngay. Hao tâm tổn sức, cuối cùng có được máu của thánh du nữ rồi. Khanh Trừng dù thế nào cũng không thể ngờ, ngày đó dùng kim điệp truy tìm tung tích của Định Thủy trưởng lão, kim điệp vào cung đã bị Định Thủy biết được thân phận thánh du nữ của cô ta. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn, hôm nay nhất định phải hoàn thành việc lớn. Trong trận hấp thu linh lực của ta. Linh thạch Bích Tỳ xuất hiện rồi sao? Hy vọng là trong trận Khanh Trần có thể nhận ra được. Thứ Bích Tỳ đang hấp thụ chính là linh lực của du tộc sao? Lấy Bích Tỳ đặt ngay trong trận sẽ hấp thu linh lực ngay. Trước mắt trong trận pháp này sẽ không ai sử dụng linh lực được. Linh lực của đào yểu đã bị hấp thụ một nửa, không thể phá được trận pháp này. Ở trong trận chúng ta tha hồ chém giết, mặc cho Phụng Khanh Trần có linh lực mạnh cỡ nào cũng không thể sử dụng được. Đào yểu đã bày ra trận này chính là hy vọng giúp Khanh Trần tìm lại Kim Phượng Thạch. Trước mắt Khanh Trần nhất định sẽ tìm cách thu hồi Kim Phượng Thạch. Đúng lúc trận này đã giúp ta, bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ tới Bích Tỳ lại ở trong tay ta. Thuộc hạ đã ra lệnh rồi, trong trận không thể dùng linh lực nữa. Kim Phượng Thạch mà quân cần rốt cuộc có tác dụng gì? Chỉ đơn giản một hòn đá mà có thể khiến du tộc rơi vào cái bẫy của con. Nhi thần nghe nói Kim Phượng Thạch nằm trong tay chúng ta không khác gì những hòn đá bình thường, nhưng nếu nằm trong tay du tộc sẽ là linh thạch, có tác dụng cực kỳ to lớn. Từ trước tới nay, linh thạch đều nằm trong tay của du tộc, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà linh thạch đã bị lưu lạc khắp nơi. Theo lời con nói, đám người du tộc nhất định phải thu hồi lại số linh thạch này. Mọi năm du tộc bày trận chỉ là lưu lại hình thức, nhưng mà năm nay nếu có Kim Phượng Thạch ở trong đó, đào yểu trưởng lão nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt Kim Phượng Thạch về. Trận này sẽ khác so với ngày xưa. Thích Tà đã từng nói với trẫm, trận pháp của du tộc đặc biệt, người ngoài không thể biết. Cho nên lần này nhi thần bố trí là muốn dụ đào yểu trưởng lão
bố trí trận này. Trận này dựa vào sức mạnh của Kỳ Thành tiêu diệt Du tộc. Thật không ngờ Bích Tỳ lại có thể giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Bây giờ trong trận, muốn loại bỏ Tứ Ca và Đại Ca dễ dàng như trở bàn tay thôi. Nhưng mà Du tộc nhất định không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Cô hiểu là tốt rồi. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách phá trận. Chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ thời cơ tốt này. Ra đúng thật là cứu đệ. Đệ ấy cố ý đích thân bố trí cho Ly Cảnh Thiên trở thành một nấm mồ khổng lồ. Không được, mình phải mau chóng đi tìm đại ca và mọi người. Không thể để cho cứu đệ gây lỗi lầm lớn được. Đập ca, sao mình bất cẩn vậy chứ? Mấy cái bẫy này nguy hiểm lắm, Quỳnh biết không vậy? Cứu đệ, tại sao đệ phải làm vậy chứ? Nếu như bây giờ đệ dừng tay lại, mọi chuyện vẫn còn kịp. Ta tuyệt đối không nói với bất kỳ ai đâu. Đây không phải là chuyện của Quỳnh, không liên quan tới Quỳnh. Tam ca, Quỳnh tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng để cho đệ nhìn thấy Quỳnh ở trong trận. Còn nữa, đừng cố gắng đi báo với người nào biết. Bằng không, đệ sẽ giết chết cả Quỳnh. Cửu Nhi, thật ra chính là đệ đúng không? Ta nhìn thấy đệ với Ám Du gặp nhau sau khi Thiên Vũ Túy Phường bị niêm phong. Tứ đệ từng nói với ta rằng thủ lĩnh của Ám Du được một người con gái cứu đi, và người con gái đó có để lại một cái túi thơm. Túi thơm này người khác không nhận ra, nhưng mà ta nhận ra. Trên thế gian này chỉ có Cửu Nhi mới có thôi. Ngày phụ hoàng bị ám sát, để không có vào cung thỉnh an. Thực ra là đệ không phải lo chuẩn bị lễ tế cho hoàng hậu, mà đệ đã tới Thiên Vũ Túy Phường để cứu người. Làm sao Quỳnh biết đệ không ở trong phủ? Cửu đệ còn chưa biết. Ngày hôm đó ta từng tới phủ của đệ. Quỳnh, lạ thật, từ tối qua tới giờ cứ để đi mãi không thấy quay về. Giờ này rồi, để ấy còn đi đâu kia chứ? Em ra tránh ra! Thiên Vũ Tứ Phường có tội phạm bỏ trốn, không được bỏ qua một tên ám vô nào hết. Vừa vào quân trận, ta đã đi theo đệ. Ta nhìn thấy đệ phát hiệu lệnh cho Ám Du. Chuyện đã tới nước này rồi, đệ còn muốn giấu ta nữa hay sao? Đệ giấu huynh cái gì? Tâm ca, hay là huynh nghĩ nhiều quá đó. Rõ ràng đệ chính là Cửu Nhi. Lúc đầu là đệ bày kế dụ phụ hoàng thấp nhang cho mẫu phi, có đúng vậy hay không? Đừng có nói bậy, huynh tránh nó cho đệ. Cứu đệ, cho dù đệ thừa nhận hay là không, ta cũng không muốn đệ phạm phải sai lầm lớn đâu. Quỳnh đừng đi theo đệ nữa. Nếu Quỳnh còn không đi, có tin là đệ sẽ giết Quỳnh không? Nếu như đệ giết chết Quỳnh, có thể khiến cho đệ từ bỏ, thì hãy ra tay đi. Quỳnh!
Đã có ám du đột nhập vào trong trận, chỉ sợ bọn họ sắp sẵn bẫy giết người. Hiện tại tình hình trong trận không rõ ràng, chúng ta tuyệt đối phải đoàn kết với nhau. Nếu để sức mạnh bị phân tán, sẽ bị ám du thừa cơ đột nhập. Thông tin của trưởng lão không còn hoàn chỉnh. Bộ chỉ nghe thấy Bích Tỳ hút hết linh lực. Chẳng lẽ có người đem Bích Tỳ linh thạch thả vào trong trận? Nếu là như vậy, trong trận sẽ không còn ai dùng linh lực được nữa. Chắc chắn trưởng lão cũng bị nhốt ở bên ngoài không thể vào trận được. Nhanh chóng tập hợp mọi người tới đây rồi nói. Người trong trận đã phát hiện tình hình có thay đổi. Có ai đi lấy Kim Phượng Thạch chưa? Đã phái người đi rồi. Được, tiếp tục hành sự theo kế hoạch, giết không tha. Rõ. Mạc tiên sinh. Tướng quân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong trận vậy? Tại sao không thấy công chúa đi ra? Xin tướng quân chớ nóng giận. Chúng tôi cũng không biết trong quân trận này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đang nghĩ cách giải quyết. Giải quyết? Đã hơn một canh giờ trôi qua rồi, các người gọi đây là cách giải quyết hay sao? Xin tướng quân đừng nóng. Đạo hiểu trưởng lão linh lực hơn người, sẽ không mắc phải sai lầm. Nếu công chúa có mệnh hệ gì, A Xài tộc ta nhất định sẽ khai chiến với nước Ngụy đó, hiểu chưa? Tướng quân yên tâm, các vị hoàng tử của nước Ngụy chúng tôi đều ở trong quân trận, nhất định sẽ hết sức bảo vệ công chúa đó hà, và các vị hoàng tử đều được bình an vô sự. Ai biết các người sẽ cứu công chúa trước hay cứu các hoàng tử trước đây? Nếu đã như vậy, ta sẽ tự mình đi cứu công chúa. Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận pháp đã khởi động nên không thể tự do vào trận. Vẫn xin tướng quân tin tưởng nước Ngụy ta và du tộc. Điện hạ, điện hạ, trong trận nguy hiểm, sức mạnh của linh thạch đó lại không dễ khống chế, vẫn mong điện hạ phải thật cẩn thận. Cơ hội đã qua sẽ không quay lại nữa. Lần này nhất định phải trừ khử thái tử và Lăng Dương. Bây giờ trận pháp đã được khởi động, người ngoài không thể vào, bọn chúng cũng không thể ra. Bọn chúng có một cánh cũng khó thoát. Cô lập tức đi thăm dò tình hình của tất cả vị trí của chúng, là chết hay còn sống. Dạ. Cứ để làm vậy nghĩa là sao? Lẽ nào để ấy muốn mượn đau giết người, loại bỏ đại ca và tứ đệ à? Đạo hiểu trưởng lão đã bị phản vệ nên bị trọng thương. Bây giờ pháp trận này không ai bước vào được. Tình hình ở trong đó chúng ta cũng không hề biết, phải suy nghĩ tìm cách mới được. Hiện giờ ngoài thập nhị hoàng tử Nguyên Ly, các hoàng tử khác đều ở trong đó. Nếu có chuyện bất trắc, du tộc của chúng ta e là khó mà thoát tội. Các ngươi cùng xuống dưới để xem kết giới của quân trận này có sơ hở nào đột phá được không. Dạ. Thưa ca. Tốt quá rồi, Đóa Hà công chúa đi cùng với hai người. Trong quân trận lần này chỗ nào cũng nguy hiểm, mọi người không sao chứ? Trận này đã bị ám du cải bẫy khắp nơi. Trận pháp của đạo hiểu trưởng lão đã bị ám du phá vỡ. Bây giờ mọi người đang rơi vào tình cảnh sinh tử. Thưa đệ, đệ có cách gì không? Đệ, Khanh Trần, Cửu đệ, Tam ca cùng đi một đường. Những người còn lại sẽ theo huynh đi con đường khác.
Tứ ca sắp xếp như vậy vì muốn chúng ta chia nhau phá vòng dây. Ta phụ trách vụ án vô ra, những người còn lại tiếp tục bảo vệ cho thái tử. Hành động đi. Mình tiên sinh, tình hình bây giờ sao rồi? Đào Hiểu trưởng lão đã bị thương nặng, giờ đang trị thương. Đóa Hạc công chúa và các vị hoàng tử ở trong trận đã lâu, không được để những người này gặp chuyện bất trắc nào. Cho dù không dùng biện pháp nào cũng phải vào trong trận đưa mọi người an toàn trở về cho ta. Mà tiên sinh yên tâm, thái tử điện hạ đang ở trong trận, tại hạ nhất định dốc hết sức đưa mọi người ra ngoài. Hành sự phải thật cẩn thận. Dạ. Buổi sắp xếp như vậy thực ra là tại sao? Đá Kim Phượng là thánh vật của Du tộc, buổi lo rơi vào tay của kẻ khác nên mới tách rời mọi người ra tìm cơ hội lấy nó về. Lúc trước buổi sắp xếp cho ta và cổ đệ Tam ca đi cùng với nhau là vì lẽ gì? Nếu là người ngoài, buổi còn dám chắc chắn khiến họ phải đem về, nhưng Minh Dương điện hạ và Tam điện hạ, buổi không dám chắc điều gì cả. Kim Phượng có khả năng ngưng động thời gian. Đây là phù dung thạch, có thể cảm ứng với Kim Phượng thạch. Trưởng lão bày trận này vì muốn dùng phù dung đá tìm ra Kim Phượng thạch. Muội muốn ta giúp muội tìm ra Kim Phượng thạch? Đúng vậy. Muội sẽ bày trận, dụ Minh Dương đi chỗ khác. Được. Cứu đệ và Khánh Trần đâu? Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tứ đệ, mọi việc nhớ phải cẩn thận. Được. Ngài chạy không thoát đâu. Cho dù ngài lấy máu của tôi bày trận, ngài lại không biết Bích Tỳ Linh Thạch dù có thể hấp thu linh lực của tôi, nhưng tôi thà chịu đựng nỗi đau cũng sẽ dùng linh lực phá hủy trận này. Điện hạ, ngươi không thể phá được trận này đâu. Không phải ngài đã đi rồi sao? Lúc nãy ta thấy trận pháp khác thường cho nên mới giả vờ bị loại ra ngoài mà thôi. Khánh Trần vẫn còn ở trong trận, phải mượn ngoại lực mới có thể ra được. Điện hạ, ngài không cần phải quá căng thẳng làm gì. Từ lâu ta đã biết hai người là người của Du tộc rồi, nếu muốn làm hại thì đã ra tay từ lâu. Sao điện hạ lại có linh lực vậy? Chuyện này hả? Đó là bí mật giữa ta và Khanh Trần, có cơ hội sẽ nói cho hai người nghe sao. Khi nãy ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi, trong trận có linh thạch Bích Tỳ. Cái hay của Bích Tỳ đó là hút linh lực của người khác, cho nên Đào Yểu trưởng lão mới bị trọng thương đó. Trước mắt chúng ta phải nghĩ cách tạo ra một lỗ hổng ở trong trận mới có thể giúp người bên trong thoát ra ngoài, hoặc người bên ngoài vào trong ứng cứu. Được, để tôi giúp ngài. Khoan đã, người vẫn chưa đủ sức, để ta làm cho. Linh lực của điện hạ có vẻ hơn cả ta nữa. Điện hạ, linh lực của Bích Tỳ tuy mạnh nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Đá U Linh
đã xuất hiện rồi. Hôm nay kế hoạch của ta chắc chắn sẽ thành công. Nếu Điện Hạ đã tiêu diệt đại trưởng lão của Ám Du rồi, trả lại sự trong sạch cho Tiêm Vũ, hôm nay tốn công bày ra cạm bẫy này, ngài còn muốn gì nữa? Hôm đó ở tướng phủ, cô đã đoán được thân phận Ám Du của ta, nhưng lại không lật tẩy ta. Chẳng qua là muốn mượn tay ta để tiêu diệt đại trưởng lão Ám Du. Và đại trưởng lão đã chết, kế hoạch bước tiếp theo là muốn tiêu diệt ta, đúng không? Tại sao cô phải làm như vậy? Là vì thất ca hay là tứ ca? Minh Dương Điện Hạ bày binh bố trận, cẩn thận từng bước, là muốn ở trong trận này lấy mạng thái tử và Lăng Dương Điện Hạ, đúng không? Đúng thì sao? Cô biết niềm hối tiếc và đau khổ nhất đời ta là gì hay không? Chính là không bảo vệ cho Tiêm Vũ an toàn. Cô tưởng chuyện của Tiêm Vũ là do Ám Du làm sao? Nhưng sự thật không phải là vậy. Hôm đó Tiêm Vũ hồi phủ, phụng tướng cách một canh giờ sau báo ta biết. Trong một canh giờ đó, rốt cuộc phụng tướng đã làm gì Tiêm Vũ? Không nói cũng hiểu rồi. Nếu Điện Hạ cảm thấy nghi ngờ phụ thân tôi, tôi có thể nói rõ cho ngài biết một canh giờ quan trọng đó. Chỉ là Điện Hạ hiện nay, so với chân tướng, thì cái ngài thực sự muốn là ngôi vị, đúng không? Bây giờ nhất định phải lấy được linh thạch bích tiền mới phá được trận này. Cảm thấy như thế nào? Linh thạch bích tỳ này tuy hút linh lực của người khác, nhưng khi cầm lấy thì sẽ giải phóng linh lực lúc trước. Ngài đã bị nó đả thương rồi. Ta lại trúng kế của cô rồi. Muốn chém muốn giết tùy cô định đoạt. Nếu ngày hôm nay mình giết chết hắn, thì qua sinh mạng của mình sẽ rơi thêm một lần nữa. Nếu không trị thương cho ngài thì ngài sẽ không ra khỏi khu rừng này được đâu. Mặt tướng đến trễ, xin chư vị tha tội. Trương thúc, sao ngươi vào đây được? Cứ bấm điện hạ đã phá kết giới, xin các vị mau chóng ra ngoài cho. Nhưng nhóm của tứ ca còn ở trong trận mà. Đại ca, để có thể mượn người lâm quân của huynh hay không? Được. Thực ra từ đầu chúng ta đã đoán được, trong quân trận này chắc chắn có nội tặc. Tứ ca cố ý chia chúng ta làm hai nhóm, chính là để dụ nội tặc ra. Ngoài mặt tứ đệ nói muốn dụ Ám Du đi để chúng ta thoát thân dễ dàng, nhưng ta đã đoán được sắp xếp của đệ ấy sẽ không đơn giản như vậy. Sau đó bên phía chúng ta cũng không bị tấn công gì, và đã bình an đưa Đóa Hà công chúa ra ngoài. Nếu có nội tặc, nhất định sẽ mau chóng tìm mọi cơ hội truyền báo tin tức, sẽ không được thuận lợi như vậy đâu. Ý của đệ muốn nói nội tặc là ở bên tứ đệ hay sao? Bên nhóm tứ ca chậm chạp không thấy bóng dáng, nên khó mà suy đoán được nhất định nội gian cấu kết với Ám Du. Nhưng tình huống cụ thể phải gặp mặt mới biết được. Xem ra tứ đệ lần này là muốn từng bước một dụ tên nội gian ra để mượn binh, cũng vì muốn giúp tứ đệ, có phải không? Đúng vậy. Nếu có thể bao vây họ lại, rốt cuộc ai là nội gian
có thể dễ dàng đoán được. Để bị thương rồi. Cứu đi. Tâm ca, quên mặc kệ để đi. Cứu đi. Bao nhiêu bọn họ lại. Thật ca, quên đem nhiều binh mã tới đây muốn làm gì hả? Tứ ca để chúng ta chia binh hai đường, chính là muốn điều tra xem ai là nội gián. Bên đệ không sao, mà các người là bị ám vô tập kích, cho nên ta tới đây là để bắt tên nội gián đó. Tập ca. Tập điện hạ. Tập ca, quýnh. Không ngờ mọi chuyện ta đã bố trí rất là tỉ mỉ, vẫn bị các người nhìn thấu được. Tập ca, quýnh muốn làm cái gì vậy? Các người không được qua đây, bằng không ta sẽ giết chết hắn. Tránh ra. Tập ca. Các người tránh ra. Trường Thúc, thông báo cho Thứ Ca hợp lực bao vây bắt họ lại. Rõ. Là ký ức của ta sao? Ta và Khanh Trần trước kia từng trải qua những gì? Những ký ức này sao giống như thật vậy?